Xin chào các em, chúng ta sang bài số mã số ID là 013. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần xác định công thức chung. Cụ thể ở đây là anhydride. Các em có thể là tham gia khóa học bằng cách là truy cập vào trang web ở trên đỉnh này, để trên đỉnh đó. Về kiến thức cơ sở của anhydride thì thầy để ở đây để các em tiện theo dõi. Quay lại bài mã số ID là 013. Chúng ta có hai việc để cần làm. Việc thứ nhất là xác định tổng pi. Việc thứ hai là xác định cho thầy số nhóm trước. Thì đầu tiên xác định tổng pi trước. Thầy có phản ứng đốt cháy thì các em có là CO2 trừ nước. Đây, CO2 của thầy trừ nước thì bằng số mol của anhydride. Vậy suy ra thầy áp dụng quan hệ mol công thức đốt cháy, thầy tìm ra được pi bằng 2. Các em áp dụng CO2 trừ nước bằng pi trừ 1 nhân với số mol của anhydride. Vậy từ đó các em sẽ tìm ra được pi bằng 2. Hoặc kinh nghiệm các em lấy này, các em nhớ này. À, các em chuyển về sang có phải là B trừ C, B trừ C bằng A, tức là CO2 trừ đi nước thì bằng số mol anhydride. Vậy giống với lại ankin, nó có 2 pi. Việc thứ hai là các em tìm trước thì người ta bảo rằng là một phân tử chỉ cho 2E. Như vậy ở đây thầy minh họa bằng cách khi cho anhydride phản ứng thì nó chuyển thành muối lên dương 3, từ dương 1 lên dương 3 cho đi 2E. Nếu như có 2 trước thì cho mất 4E mất. Như vậy kết quả là có đơn trước. Vậy nó có 2 pi và đơn trước thì phải R của thầy còn 1 pi nữa, lối đôi CC nữa. Vậy anhydride này anhydride không no, có một lối đôi CC và đơn trước. Vậy đáp án thầy có là đáp án C.